Em sẽ chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh ngực của chị khách này trước khi mà mọi người xem cái hình thành quả mà bác Văn vừa mới hoàn thành xong nha mọi người. Đây ạ, chị khách này thì chưa trải qua quá trình sinh nở mọi người nha. Ngực khách hàng cũng rất là nhỏ thôi, và mong muốn của khách hàng là cải thiện được cái độ to của bầu ngực, độ sexy á mọi người. Và cái mô tuyến của khách hàng thì khách hàng đang gặp tình trạng là teo lép mô tuyến vú hai bên nha. Thì đây cũng là tình trạng mà rất là nhiều chị em mình đang gặp phải luôn ạ. Và đang cũng có rất nhiều chị em đang muốn cải thiện cái tình trạng giống như chị Ngọc này. Thì ngực này chỉ là ngực nhỏ thôi, và cái mô tuyến này của khách thì cũng rất là ít nha mọi người. Đây, cái mô tuyến trên này rất là ít nè. Hầu hết thì nó tập trung phần phía dưới bầu ngực này nha mọi người, phía dưới bầu ngực này. Thì chị Ngọc mong muốn là sẽ sở hữu một cái vòng một mà nó mềm mại tự nhiên thôi. Chị bác có tư vấn cho chị sử dụng mà dòng túi men to. Và size túi mà chị Ngọc hôm nay chọn là size túi 275. Túi men to nha mọi người. Túi men to đây ạ. Size 275. Rồi, không để mọi người chờ lâu thì ngay bây giờ đây em sẽ chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh của chị khách sau quá trình mà 60 phút mà bác Văn vừa mới hoàn thành xong. Đây ạ. Mọi người có thể thấy em đang like cho mọi người xem một cái vòng một nó rất là căng tròn và sexy luôn đúng không mọi người. Chị khách này cũng muốn về cái một chị khách này cũng muốn sở hữu một cái vòng một nó căng tròn sexy giống như thế này đây ạ. Em đang quay cho mọi người góc nghiêng, góc dưới lên và bây giờ là góc trên xuống luôn nha. Với cái góc này thì mọi người thấy hai bên bầu ngực nhấp nhô rất là xinh luôn đúng không ạ. Chị em nào mà mình đang quan tâm dịch vụ nâng ngực, mọi người có thể liên hệ ngay cho bác Văn thông qua số hotline này mọi người ha. Đây, số hotline này bác sẽ tư vấn thăm khám và hỗ trợ cho mọi người nha. Đây. Chị khách này thì chọn đi đường chân ngực ạ. Cái đường này thì cũng có rất nhiều chị khách nó chọn. Em thấy mọi người chọn cái đường này khá là nhiều luôn, tại vì nó mau lành thương và mọi người sinh vết thương nó cũng dễ dàng hơn. Đây, một lần nữa mọi người xem lại hình trước làm và sau làm giùm em nha. Trước làm nè, ngực hai bên tuyến vú teo lép nè. Sau làm thì căng tròn sexy. Hai bên vòng một nhấp nhô rất là đẹp luôn ạ. Chị khách này chọn size túi 275 nha mọi người. Rồi, em xin phép mọi người em sẽ tắt like ngay bây giờ luôn ạ, để cho bác cùng ekip hoàn thành nốt những cái khâu cuối cùng trước khi kết thúc ca mổ nha mọi người.